người tính làm gì vậy? Cốc chủ, Hiểu Lầm ngày hôm nay là do ta. Nếu muốn trách thì trách ta. Hỷ Nhi, ngươi làm sao điều động được số binh mã này? Chuyện này thì là không phải mọi chuyện đều có nguyên nhân sao? Tình huống cấp bách, nô tỳ lấy lệnh bài giả lừa Nha Môn lão gia. Ngươi nói cái gì? Lệnh bài đó là giả hay sao? Ngươi đúng là to gan mà. Ngươi đâu, bắt lại cho ta. Khoan đã, lệnh bài đương nhiên là giả, bởi vì cái thật ở chỗ của ta. Hả? Hạ hoàng đến trễ, mong công chúa thứ tội. Không cần đa lễ, đứng lên hết đi. Tạ ơn công chúa. Đỗ Linh thất lễ, không biết là công chúa, mong công chúa thứ tội. Cốc chủ đừng cách xa như vậy, lần này gây phiền phức thêm cho bà rồi. Đa tạ công chúa. Nếu công chúa có thể giúp tôi tìm được hung thủ giết hại Chí Nhi, chút phiền phức này thì có đáng là gì chứ? Đỗ cốc chủ, xin bà yên tâm, công chúa phán đoán như thần, phá án là chuyện sớm muộn mà thôi. Bẩm cốc chủ, Hạ Nhân Hy cưỡng ép Tý tổng quản muốn thí vào trong cốc, mọi người sắp không ăn nổi nữa rồi. Tưởng rằng phùng hoa cổ của ta muốn vào là vào sao? Hạ Nhân Hy. Cốc chủ, ông muốn vào phùng hoa cổ để làm cái gì? Đi đi. Ai là cốc chủ? Đỗ Linh, ta hỏi bà, Chí Nhi giữ bình an vô sự có đúng không? Chí Nhi, tại sao bà không nói cho ta biết chứ? Dù sao đó cũng là con trai ruột của ta mà. Chí Nhi căn bản không muốn nhận người cha như ông. Ngọc bội trên người ông là của Chí Nhi, làm sao ông lấy được nó? Trả lại cho ta. Ngọc bội này tối qua vẫn còn ở trên người Chí Nhi. Phùng hoa cổ phòng vệ nghiêm ngặt, bằng cách nào mà ông lấy được nó? Chí Nhi là con trai ruột của ta, bà không để cho ta gặp nó, ta đương nhiên phải tự mình nghĩ cách rồi. Ngọc bội này đến tay ta bằng cách nào, bà không cần phải quan tâm. Cốc chủ, ngọc bội này có bao nhiêu miếng? Tổng cộng có 2 miếng. Một miếng do tôi giữ, một miếng do Chí Nhi bảo quản. Vậy ngọc bội của bà vẫn còn chứ? Còn. Có lúc tôi sẽ đưa ngọc bội cho hạ nhân giữ, để họ có thể tự do ra vào phùng hoa cổ, thuận tiện làm việc. Nếu không, ngọc bội sẽ không rời khỏi tôi. Nếu nói vậy, miếng ngọc bội này đã rơi vào tay người khác, chuyện này đáng để truy xét tới cùng rồi. Ông muốn làm gì? Ta muốn gặp Chí Nhi lần cuối, ai dám cản ta? Đừng trách ta không khách khí. Ta biết miếng ngọc bội của ông từ đâu mà có. Hơn nữa tối hôm qua ông đã lẻn vào phòng hoa cổ gặp Đỗ công tử rồi, đúng không? Bớt nói sằng bậy đi, thiểu cô nương. Có phải nói sằng bậy hay không, lát nữa sẽ biết được rõ ràng thôi. Thật ra ông muốn lấy ngọc bội cũng không hề khó. Căn bản ông không cần phải vào, chỉ cần có người nguyện ý cầm ra ngoài giúp ông là được.
Ta nói đúng chứ? Thanh thần cô nương, nô tỳ không biết công chúa đang nói gì. Ngươi vẫn không thừa nhận tối hôm qua việc ngươi thay thuốc cho Đỗ công tử là giả, thay Hạ Nhiên Hi lấy ngọc bội mới là thật. Lúc mọi người đưa Đỗ công tử trở về, miếng ngọc bội đó rõ ràng là nằm trên đầu giường của Đỗ công tử. Tại sao chỉ một buổi tối ngọc bội lại lọt vào tay của Hạ Nhiên Hi? Vậy người đáng nghi ngờ nhất đương nhiên chính là Thanh thần ngươi. Còn nhớ trong tay của Đỗ công tử nắm chặt hạt châu trên y phục của ngươi, rất có khả năng là Đỗ công tử đã phát hiện ra ý đồ của ngươi, lúc đó cố ý ngăn cản đã giật nó xuống. Sau khi ngươi lấy được ngọc bội liền đem tới cho Hạ Nhiên Hi, hoặc cũng có thể nói hoàn thành giao dịch giữa hai người. Hả? Đồ đâu? Ngân lượng đâu? Ngươi với Hạ Nhiên Hi không thân không thích, nguyện ý gì ông ta mạo hiểm lớn như vậy? Ngoại trừ thù lao đáng giá ra, ta thực sự không nghĩ ra được lý do nào khác. Lúc nãy cốc chủ nói bà ấy có giao ngọc bội cho hạ nhân, thuận tiện cho họ ra ngoài làm việc, cho nên Hạ Nhiên Hi đương nhiên sẽ không bỏ qua điều này. Đứng lại, ngươi là ai? Phụng lệnh cốc chủ ra ngoài làm việc, giờ quay về phục lệnh. Ngươi tên là gì? Hình như ta chưa từng thấy ngươi. Ta cũng chưa từng thấy ngươi. Ta tên Ngô Phạm, nếu như không tin thì đi gọi cốc chủ ra đây, chúng ta gặp mặt đối chứng. Đắc tội rồi, vào đi. Hạ Nhiên Hi đã có thể tự do ra vào Phồn Hoa cổ, vậy thì tiếp cận Đỗ công tử cũng không phải là chuyện khó. Thanh thần, công chủ minh xét, Thanh thần chịu ân huệ của công chủ, sao dám thông đồng với người ngoài? Công chúa không thù không oán với ngươi, sao phải vu oan cho ngươi? Tối qua là ngươi chăm sóc Đỗ công tử, mọi người đều biết ngọc bội không cánh mà bay, đương nhiên là ngươi đáng nghi nhất. Chuyện gì cũng phải có chứng cứ. Công chủ, bà có thể phái người tới phòng của Thanh thần lục soát một chút. Ngoại trừ ngân lượng hàng tháng của Phồn Hoa cổ ra, nếu như còn ngân lượng khác, vậy thì phải nghe Thanh thần cô nương giải thích thế nào rồi. Không cần đâu. Là ta đã mua chuộc Thanh thần để cô ta lấy ngọc bội của Chí Nhi. Ngươi là kẻ ăn cây táo rào cây sung, Phồn Hoa cổ ta sao lại nuôi dưỡng ra tên phản đồ như ngươi? Nhà Môn lão già, người này chính là tên trộm, xin ngài đem về nha môn xử lý. Công chủ tha mạng, nô tỳ biết sai rồi, xin công chủ tha mạng. Ngươi không nên cầu xin bãi. Đỗ Linh xưa nay lòng dạ sắt như đá, nếu không tại sao lại những tâm chia cắt ta và Chi Nhi chứ? Năm đó do ông bỏ rơi hai mẹ con ta trước, bây giờ sao có thể trách người khác? Tối qua ông đi tìm Chi Nhi, rốt cuộc đã làm gì? Chi Nhi bị thương nghiêm trọng, ta là cha ruột của nó. Một giọt máu đào hương ao nước lã mà không hiểu đạo lý này sao? Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Nếu đã vậy, tại sao ông lại nhẫn tâm ra tay sát hại chính con trai ruột của mình? Bớt nói sẵn bãi đi. Vừa rồi lúc ông đẩy Tiết tổng quản ra là dùng tay trái,
Công chủ, bà quen biết Hạ Nhân Hy nhiều năm, hắn thuận tay trái đúng không? Đúng vậy. Vậy thì đã sao? Mọi người trong phòng hoa cũ đều thuận tay phải, mà người mưu hại Đỗ công tử là nam nhân thuận tay trái. Chuyện này ta đã điều tra qua rồi. Tối qua ông sử dụng ngọc bội đánh cắp được đi vào phòng hoa cổ, rồi vào phòng của Đỗ công tử. Vậy sát hại Đỗ công tử chỉ có thể là ông. Hạ Nhiên Hy, sao ông có thể nhẫn tâm? Đỗ Linh, lời nói này mà bà cũng tin sao? Hôm qua ta chỉ là đi thăm Chí Nhiên, sao ta lại có thể đi giết nó chứ? Ông đưa người xong vào phòng hoa cổ, lúc đầu ta cũng không tin, cho đến khi chính mắt ta nhìn thấy. Công chủ, lúc trước bà nói người muốn cướp đi Hoa Thi Ngữ chính là Hạ Nhiên Hy. Ông ta muốn cướp Chí Nhi. Ta không muốn lộ việc xấu trong nhà, cho nên đã nói vậy. Năm đó, sau khi ông ta đánh vào phòng hoa cổ, Chí Nhi không muốn đi cùng ông ta, càng không muốn nhận người cha này. Hai người họ cãi nhau rồi ông ta tức giận bỏ về. Sau đó, ta cho canh phòng nghiêm ngặt phòng hoa cổ, nghiêm cấm người ngoài. Năm đó ông tiến vào phòng hoa cổ, Chí Nhi không muốn đi với ông, cho nên ông ôm hận trong lòng, liền ra tay sát hại nó. Hạ Nhiên Hy, ta liều mạng với ông. Đỗ Linh à, bà điên rồi. Không phải là do ta làm. Tại sao cô lại vu oan cho ta? Tại sao cô lại lấy cái chết của Chí Nhi ra đùa giỡn chứ? Ta sẽ không tha cho cô. Chạy! Chạy! Đại nhân, đưa người đi. Người đâu? Bắt hai người này cho ta. Dạ. 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 Để công chúa hoảng sợ rồi, hạ quan lập tức áp tải phạm nhân đi. Đi. Không phải là ta. Ê. Làm Ê. Ta làm sao có thể giết con trai ta được chứ? Ê. Các người tại sao lại vu oan cho ta? Đi. Đi. Nhưng mà cổ nhân có câu hổ dữ không ăn thịt con. Chuyện này đúng vậy. Hổ dữ không ăn thịt con. Công chủ quay về thôi. Chân tướng lộ rõ hết rồi. Dưới hoàng tuyền, nếu Đỗ công tử biết chắc cũng có thể an tâm. Không đúng. Sao ta cảm thấy vụ án này có chỗ không hợp lý? Hình như ta đã bỏ sót điều gì. Đa tạ. Sử đầu gỗ, ngươi chưa từng được uống trà Hoa Thi Ngữ, giờ đến phòng hoa cổ rồi, nào thử đi. Ngài tự mình dùng đi. Ngươi nghĩ cái gì vậy? Hả? Có phiền não gì thì nói ra, ta san sẻ giúp ngươi. Vụ án Hạ Nhiên Hy, mặc dù chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, nhưng công chúa phá án rồi, ngược lại buồn phiền không vui. Nếu như ngươi lo lắng cho công chúa đó, ngươi qua tìm người nói chuyện, ta dám đảm bảo ta tuyệt đối không làm phiền hai người. Tôi không làm chuyện hổ thẹn với lương tâm, sao lại sợ ngài làm phiền? Lẽ nào ngươi không muốn ở riêng với công chúa trong phòng hả? Cái gì mà ở riêng trong phòng? Tôi chỉ sợ làm vậy sẽ phiền đến người. Nô tỳ đã thu dọn xong, lát nữa có thể lên đường được rồi. Công chúa đã chuẩn bị khởi hành rồi, người còn khổ não vì vụ của Đỗ công tử hả? Ta chỉ là không yên tâm, rõ ràng biết có chỗ không hợp lý, nhưng lại không thể nói ra được.
Đúng là có chỗ không hợp lý. Chỗ nào không hợp lý, người mau nói ta nghe đi. Ở trong giang hồ này, nghe nói con giết cha thì nhiều, nhưng chưa từng nghe nói qua cha giết con. Bọn họ thông thường sẽ tranh tài sản, tranh bảo vật, tranh võ công, thậm chí là tranh nữ nhân. Còn Hạ Nhiên Hy lại không cầu gì hết. Bởi vì Đỗ công tử không chịu nhận người cha như hắn, nên hắn mới hạ độc thủ. Điều này cũng khó mà tưởng tượng được. Nô thì cũng chỉ là tùy tiện nói thôi. Đỗ cốc chủ cũng đã nói rồi, phụ tử hai người họ không có hòa thuận. Hoặc là do Hạ Nhiên Hy nhất thời kích động lỡ tay, cũng có khả năng. Công chúa, người hãy lau mặt cho tỉnh táo đi ha. Không cần đâu, ta lau mặt rồi. Phải rồi, đã lau mặt rồi thì sẽ không lau thêm lần nữa. Vậy Hạ Nhiên Hy giết người rồi thì tại sao quay lại phồn hoa cũ? Hiển Nhi, ngươi đến nhà môn rồi mà, mau dẫn đường đi. Hả? Hạ Hoàng tham kiến công chúa. Không cần đa lễ, Hạ Nhiên Hy đâu? Công chúa phá án như thần. Hôm qua Hạ Quan sau khi được dự thính cảm thấy vô cùng bái phục, cho nên khi áp tải người về liền cho định tội hắn. Bây giờ đã áp giải vào thiên lao, lệnh cho người trông coi nghiêm ngặt. Bây giờ ta muốn gặp hắn. Công chúa thân phận tôn quý, đến chỗ này không sợ bị đen đuổi hay sao? Hạ Nhiên Hy, ta hỏi ông, nếu như ông đã giết Đỗ công tử thì sao còn quay lại phồn hoa cũ? Tôi vừa nghe tin Chí Nhi chết rồi, chuyện đầu tiên phải làm đương nhiên là đi xác nhận xem là thật hay giả. Làm sao tôi có thể giết con trai của mình được chứ? Tin tức về cái chết của Đỗ công tử là Tiết tổng quản nói cho ông biết sao? Nhưng lúc ban đầu tôi căn bản không tin. Tối hôm trước đó tôi mới đi thăm Chí Nhi, lúc tôi rời đi nó vẫn còn sống rất tốt kia mà. Sao ngày hôm sau nó lại có thể chết được kia chứ? Chỉ bởi vì tôi là người thuận tay trái, tôi từng đi thăm Chí Nhi, thì có thể khẳng định tôi là hung thủ được hay sao? Công chúa vu oan cho tôi thì cũng không sao, nhưng Chí Nhi chết không nhắm mắt là do công chúa gây ra. Công chúa hãy nhớ đó, hãy nhớ kỹ lời tôi nói. To gan, công chúa thấy vụ án này có điểm nghi ngờ, đặc biệt tới đây hỏi ông, ông còn không biết cảm kích. Được rồi. Ta hỏi ông lần nữa, Đỗ Hạ Chí thực sự không phải do ông giết chứ? Hổ dữ không ăn thịt con. Câu nói này không phải là vô căn cứ mà được truyền lại bao đời nay. Hạ Chí con trai ta, Hạ Chí con trai ta, Hạ Chí con trai ta, Hạ Chí con trai ta.
Cô chờ đi, còn có mẹ con ở đây nữa, con nhất định sẽ khỏe lại thôi. Tôi mày cha lại đến thăm con. Hạ Nhi con trai ta, thơm quá đi. Chuyện xảy ra với phòng hoa cổ, nói cho cùng á, đều do Tiết Nhiên không có ở đây. Nếu Tiết Nhiên vẫn còn sống, Thanh Thần tuyệt đối không thể ra tay, Thiếu Cốc Chủ cũng sẽ không bị trọng thương. Đúng vậy. Xem ra Tiết Nhiên cũng rất được tin cậy. Đương nhiên rồi, cho nên đi đến đâu á, Thiếu Cốc Chủ cũng đưa Tiết Nhiên đi cùng, vì trách vận khí Tiết Nhiên không tốt thôi. Ê, chuyện này cũng đâu có lường trước được. Tiết tổng quản hiện giờ tuổi cũng đã cao, nay Tiết Nhiên đi rồi, quá thật rất thảm thương. Còn không phải sao, mấy người huynh đệ chúng ta cũng đã thương lượng xong rồi, sau này cùng nhau hiếu thuận với Tiết tổng quản. À, thôi chết rồi, người nói ta mới nhớ, ta đã quên đưa thuốc cho Tiết tổng quản rồi. Trời ơi. Xin hỏi Tiết tổng quản bị làm sao? Bàn tay trái tổng quản bị thương rồi. Lúc ban đầu Tiết tổng quản còn không nhận, tôi chỉ cho ông ấy đủ kiểu, ông ấy mới nói do bản thân không cẩn thận bị thương, sợ mọi người lo lắng còn không cho tôi nói ra. Chuyện xảy ra khi nào? Chính là hôm qua, sau khi thiếu chủ xảy ra chuyện, lúc tôi giúp đỡ sắp xếp tế phẩm cho Tiết Nhi phát hiện ra. Hổ khẩu tay trái à? Công chúa lại đi đâu rồi? Con phải biến mất được chứ. Công chúa ở bên kia. Hả? Công chúa. Ngay xảy ra vụ án, có người phát hiện tay Tiết tổng quản bị thương, còn là tay trái. Tiết tổng quản bây giờ đang ở đâu? Chắc đang bố trí lên đường cho Đỗ công tử. Bẩm cốc chủ, cũng đã đến giờ rồi, đã đến lúc tiễn thiếu chủ đoạn đường cuối cùng. Không, người chết không thể sống lại, xin cốc chủ hãy nén bi thương, sau này mọi người đều còn phải dựa vào cốc chủ. Cốc chủ vĩnh viễn chia cắt với cốt nhục, còn không phải do Tiết tổng quản sao? Ông nói những lời này không thấy hổ thẹn hả? Cốc chủ, người nói lời này là có ý gì? Ý của ta, người sát hại Đỗ công tử không phải là Hạ Nhiên Hi, mà chính là ông Tiết Dân. Hả? Công chúa, người có biết bây giờ mình đang nói gì không? Lúc Tiết Dân ra tay, từng bị Đỗ công tử làm cho bị thương, vết thương chính là trên hổ khẩu tay trái của ông ta. Nếu cốc chủ không tin, có thể mời Tiết tổng quản đưa tay ra cho mọi người coi thử. Bẩm cốc chủ, lúc thiếu chủ bị thương trở về, tôi đã từng đi chăm sóc cho cậu ấy. Người trong cốc ai ai cũng biết, tôi tuyệt đối không mưu hại thiếu chủ. Vết thương ở trên tay là do tôi đụng phải đá ngoài vườn hoa để lại, tuyệt đối không phải như lời công chúa nói đâu. Công chúa hôm qua mới định tội Hạ Nhiên Hi, hôm nay lại cho rằng tôi mới là hung thủ thật sự. Đây không phải là đảo ngược đúng sai, tự mình mâu thuẫn hay sao? Thiên hạ này không có phụ thân nào lại nỡ giết con trai của mình. Tiếc chừng hôm qua khi quốc sư nói hổ dữ không ăn thịt con, ông cũng tỏ ra rất tâm đắc, không hề có thái độ oán hận Hạ Nhiên Hi vì đã giết Đỗ công tử. Sở dĩ hôm qua Hạ Nhiên Hi hết được chối cãi là bởi vì công chúa đã khẳng định hung thủ thuận tay trái, còn tôi thì quen dùng tay phải. Trong phòng hoa cổ này ai ai cũng biết mà. Công chúa, cả đời Tiết tổng quản đều vì phòng hoa cổ mà lo lắng vất vả, giành được sự tôn sùng của hạ nhân. Tôi và Chí Nhi cũng vô cùng tin tưởng ông ấy.
Công chúa nói tiếng tổng quản là người giết hại Chí Nhi. Tôi thật sự không nghĩ ra được bất cứ lý do nào hợp lý. Đánh giá của Đỗ quốc chủ về Tiết tổng quản cũng tương đồng với đánh giá của những người trong phòng qua cổ với Tiết Nhiên. Hơn nữa, cậu ta với Đỗ công tử như hình với bóng, tin cậy sâu sắc. Đây có phải là thật không? Tiết Nhiên là đứa trẻ tốt. Tiết tổng quản có thể dạy dỗ được một đứa trẻ tốt như vậy, chắc hẳn tốn không ít tâm tư. Vậy mà chỉ vì Tiết Nhiên cùng đi chơi với Đỗ công tử mà chết, thậm chí chết không toàn thây, trong khi Đỗ công tử lại có thể sống sót. Vậy thì không biết Tiết tổng quản sẽ nghĩ như thế nào đi. Chỉ sợ trong mắt Tiết tổng quản, Đỗ công tử sớm đã không còn là thiếu cốc chủ nữa, mà là hung thủ giết hại con trai của ông ấy. Như vậy thì xem ra lý do ông ấy giết hại Đỗ công tử cũng rõ ràng rành mạch rồi. Chuyện này đây chỉ là lời nói phiến diện của các người. Cốc chủ, người tuyệt đối không được tin bọn họ. Có phải lời nói phiến diện hay không, nhìn tay Đỗ công tử là có thể biết. Quỳnh ấy từng làm cho ông bị thương, trong móng tay nhất định có vết tích. Chuyện này Tiết Dân, ông thật sự vì cái chết của Tiết Nhiên mà trút hận lên người Chí Nhi của ta sao? Cốc chủ, thiếu chủ là do một tay tôi chăm sóc từ nhỏ cho đến lớn, sao tôi có thể nhẫn tâm ra tay sát hại cậu ấy được chứ? Huống hồ lúc thiếu chủ còn sống gặp phải sự cố, móng tay có vài vết gãy lưu lại vết máu, đây cũng không thể nói là nguyên cớ do tôi gây ra được. Cái này, con người ông sao lại giảo biện như vậy, khó đối phó hơn Hạ Diên hay nhiều luôn á. Trời ơi, Chí Nhi của tôi bệnh khổ, lúc còn sống đã phải chịu nhiều giày vò đau đớn, trước là phải chịu đau chém, rồi lại còn bị rơi từ trên vách đá cao xuống trọng thương. Đau chém mà thật không dễ gì mới về được nhà, thì lại bị người ta mưu hại. Bây giờ đến khi chết rồi cũng không được yên ổn. Chị cốc chủ, Đỗ công tử từng bị đau chém sao? Tôi cũng không biết, nhưng khi tôi thay y phục cho nó, thấy chân của nó có vết thương, trên vết thương còn có kim sang dược. Kim sang dược rồi. Có thể thấy là mới bị thương không lâu. Cốc chủ, có thể cho ta nhìn thử vết thương trên di thể Đỗ công tử không? Ngài xem đi. Nhẫn nại một chút đi, phải cầm máu trước đó. Không thể nào, không thể nào, sao lại có thể? Quốc sư, ngài có nhìn rõ không? Đỗ quốc chủ, vết đau này ta cũng biết, là hôm đó Tiết Nhiên ra tay giúp đỡ chúng tôi, bị sơn tặc làm bị thương. Kim sang dược là ta đưa cho cậu ấy. Tiết Nhiên, cái người nằm trong đó không phải Đỗ Hải Chí mà chính là Tiết Nhiên. Chỉ không biết tại sao bị thay đổi y phục thôi. Chí Nhiên của
Cả hai tay đều là chữ xuyên hết. Tay trái của Chí Nhi là chữ xuyên, tay phải là chữ mẹ. Vậy là ta, chính tay ta đã giết chết con trai mình. Tại sao người chết lại là Nhiên Nhi mà không phải là ngươi? Ngươi nên xuống dưới và tha tội Nhiên Nhi mới đúng. Ngươi... Tôi hôm đó, vậy là ta đã tự tay giết chết chính con của mình. Trời ơi, con con ơi, con dừng xe. Còn bao lâu nữa mới tới phòng hoa cũ? Trước khi trời tối có thể đến nơi. Vết thương của người bị hở rồi, họ lên xe đi. Không sao đâu. Đừng nhiều lời, họ lên xe đi. Mau. Thiếu cốc chủ, người muốn làm gì? Mau chóng cởi y phục ướt của người ra để ta đổi y phục cho ngươi. Ngươi mau nghỉ ngơi đi. Thưa cốc chủ, người đã bị thương rồi lại còn dầm mưa như vậy nữa, khi về nếu để Tiết Tông Quản nhìn thấy sẽ đau lòng đến chết đó. Mau. Đừng có ra bên ngoài, lại dầm mưa nữa ta không còn y phục đi đổ cho ngươi đâu. Đa tạ thưa cốc chủ. Tóc của Tiết Tổng Quản qua một đêm mà đã bạc trắng hết rồi. Tội danh đã định, công chúa còn đến đây để làm gì? Ta vẫn còn một nghi hoặc, phải nhờ Tiết Tổng Quản giải thích. Tất cả đều giống như lời công chúa nói. Bởi vì tôi trách tội thiếu cốc chủ tham chơi dẫn đến hại chết Nhiên Nhi. Càng trách người vẫn có thể giữ được tính mạng. Tôi nhất thời xúc động nên đã gây ra sai lầm lớn. Tôi đã nếm quả đắng rồi. Còn cái gì
để mà truy cứu nữa. Mỗi người trong phòng hoa cổ ta đều kiểm tra qua, mà ông không phải là người thuận tay trái. Tôi thuận tay trái. Lúc nhỏ là do cha tôi ép tôi luyện dùng tay phải, đã thành thói quen rồi, cho nên công chúa mới không thể nhìn ra. Đôi tay này đã bóp chết Nhiên Nhi, cũng tự hủy hoại bản thân tôi. Tôi không sao hết, nhưng Nhiên Nhi, Nhiên Nhi nó vô tội mà. Chuyện ngoài ý muốn đâu phải do Đỗ công tử, lẽ ra ông không nên trách huynh ấy. Các người đi đi, các người đi đi. Đi đi. Quốc sư, chúng ta còn cách đại thống bao xa? Gần thôi, thần nghĩ cũng chắc là sắp tới nơi rồi. Hy vọng chặng đường này không còn xảy ra chuyện gì nữa. Vậy có ma, có ma. Thật là khó chịu quá. Không được, không được, không được rồi. Dừng xe, dừng xe đi. Dừng xe. Cẩn thận đó, cẩn thận. Suốt ngày gây rắc rối không. Rốt cuộc ngươi bị sao vậy? Cái xe ngựa lắc lư quá, làm nô tỳ muốn nôn nè. Quốc sư, hay là chúng ta nghỉ ngơi lát đi ha. Ở kia hình như có chỗ dừng chân, qua đó nghỉ ngơi một lát đi. Đi thôi. Không được, không được rồi, nô tỳ xin phép. Xin lỗi, xin lỗi nha, để ta giúp ông lượm lại ha. Là Sương ơi, Sương ơi kìa, công chúa. Nhìn màu sắc của những khúc xương người này, ít nhất cũng phải chôn từ 3 đến 5 năm. Hơn nữa, có nam có nữ, có già có trẻ. Nếu như tại hạ không đào phần mộ để trút giận, thì chính là lấy xương người ra làm chuyện gì đó, ví dụ như đúc kiếm chẳng hạn. Đây là cao nghiện rượu hả? Là yêu kiếm.
Mới sáng sớm toàn thân huynh đã đầy mùi rượu rồi. Xem ra biệt danh cao nghiện rượu của ta đã bị huynh cướp mất rồi ha. Thật không ngờ, đây quả thật là để. Đã lâu không gặp ha. Phải đó. Thật không ngờ, thầy đúc kiếm nổi tiếng nhất nước Đại Lý ta chính là bạn rượu với quốc sư. La Mổ chỉ là một người dân bình thường nên không dám xứng với danh bạn rượu với cao quốc sư đây. Ê, thử hỏi, trong nước Đại Lý có dân thường nào dám khước từ ban ngân phong hầu ân thưởng của tiên hoàng gặp công chúa cũng không kiêu ngạo xiểm nịnh? Nếu là Cao Mổ đệ thì sẽ không hành động như huynh đâu, cho nên bây giờ mới có hư danh quốc sư này. Quynh bị sao vậy? Sáng nay Quynh ăn gì? Lúc ở nhà Quynh cố uống một bình rượu nhỏ. Người cứ đỡ Quynh ấy cho ta. Tắt thở rồi. Ghé vô đi cô nương ơi. Ghé xem thử đi khách quan. Không mua, thôi chúng ta đi về mau đi. Mua không mua. Bánh màu đây. Bánh màu. Nóng tánh quá rồi. Ôi trời ơi, ghê quá. Hùng Thứ Ca à? Sao vậy? Có chuyện gì mà nóng vậy? Ta đánh chết tên tiểu tử nhà ngươi. Ta nói với ngươi từ đầu, cái ta muốn là dao lớn nó chặt xương heo. Ngươi đưa ta cái quỷ gì đây? Cái này sao? Đây là dao chặt xương lớn phiên bản cải tiến. Hùng Thứ Ca à, cái dao này thực sự rất lợi hại. Kết cấu tuy mỏng manh nhưng mà chém sắc như chém bùn. Con dao này khi chặt thịt giống như là chúng ta đang cắt măng vậy. Rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Ngươi nói cái thứ mềm xèo này hả? Ta không có dùng. Ê, Hùng Thứ Ca. Thật thâm à. Sao huynh lại tức giận như vậy? Người đánh đúng lúc lắm. Sư phụ ngươi đâu? Ý huynh là nghĩa phụ hả? Nghĩa ông phụ ấy... ông ấy đã đi mua xương người chết rồi. Ê, lại nói xui xẻo gì nữa vậy? Ta không có lừa huynh. Nghĩa phụ ông ấy thật sự đi mua xương người chết rồi mà. Ôi... Hùng Thứ Ca, ta đảm bảo với huynh, con dao này thực sự dùng rất lợi hại, vô cùng sắc bén. Huynh đã dùng thử chưa? Đừng có giở trò với ta. Trời đất ơi, ai đặt quan tài ở đây chứ vậy? Đúng là xui xẻo mà. Hùng Thứ Ca, huynh nói là ta nói chuyện xui xẻo, nhưng mà cái này mới xui xẻo nè. Trời ơi, coi kìa, coi kìa. Tôi tự nhiên đem quan tài đặt chỗ này chứ. Kỳ vậy? Thì bởi. Không hiểu sao nữa. Không hiểu sao lại đặt quan tài ở đây nữa. Sao kỳ vậy? Chắc là có chuyện gì rồi đó. Ở trước cửa như vậy, thiệt tình. Không hiểu sao, ai đã đặt quan tài ở trước nhà. Ông là... Thạch Hâm. Không nhận ra ta hả? Cao Thúc Thúc, sao Thúc lại ở đây? Nghĩ phụ nữ nhìn thấy Thúc, ông ấy nhất định sẽ rất vui. Thạch Hâm, hai người biết nhau sao? Thúc ấy là Cao Thúc Thúc. Cao Thúc Thúc, vậy có thể nhờ Thúc đem quan tài gỗ này dời đi chỗ khác có được không? Người nằm trong quan tài này là nghĩa phụ La Cương của các người. Không thể nào, cô không tin đâu. Ê, giữa đường mở quan tài còn ra thể thống gì, khiêng quan tài vào nhà trước đã. Nghĩa phụ, nghĩa phụ, người mau tỉnh lại đi. Nghĩa phụ, nghĩa phụ, phụ thân, nghĩa phụ, phụ thân, nghĩa phụ, phụ thân,
Tại sao nghĩa phụ lại ra nông nỗi này? Thân thể của phụ thân rõ ràng rất khỏe mạnh, tại sao nó đi lại đi? Các người là ai? Họ đều là bằng hữu của nghĩa phụ. Còn vị Cao Thúc Thúc này, lúc trước ta từng gặp qua vài lần. Hôm nay họ vô tình gặp nghĩa phụ rồi mang nghĩa phụ về đây. Ta biết rõ lúc này các ngươi ngoài sự đau buồn còn cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng ngoài việc phải đau buồn, bây giờ các ngươi còn có chuyện quan trọng cần phải làm. Còn có chuyện gì quan trọng hơn việc phụ thân con qua đời chứ? Nghĩa phụ của các ngươi cũng là hảo bằng hữu của ta, bị người ta hạ độc mà chết. La Cương đã tắt thở trước mặt của ta, cho nên ta có nghĩa vụ phải tìm ra kẻ giết người để giải oan cho huynh ấy. Đây chính là Cao Nghiễn Đấu. Là yêu kiếm hả? Người nằm trong quan tài là nghĩa phụ của các người Lạc Cường. Ta biết rồi, ta biết rồi. La Cương là thầy đấu kiếm bậc nhất của Đại Lý, lại là hồng nhân đi theo Tiên Hoàng trước đây. Vụ án của ông ấy tuyệt đối không thể tùy tiện xét xử được. Cả người, tự người một khai báo chuyện mình biết ra đây để bổn phủ xem xét. Đại nhân, gia phụ đột ngột qua đời bên ngoài, lúc chúng tôi phát hiện ra ông ấy đã là cái xác nằm trong quan tài rồi. Vậy thì là ai đã đem ông ấy bỏ vào quan tài? Tại hạ Cao Thăng Duy xin được nói rõ những chuyện đã xảy ra lúc đó. Hả? Nhóm người chúng tôi trên đường tới đây đúng lúc gặp hảo bằng hữu La Cương. Trong lúc nói chuyện thì La Cương đột nhiên thổ huyết mà chết. Trước khi chết, quân đệ có nói trước đó đã uống một bình rượu nhỏ ở nhà. Chuyện chỉ có vậy thôi. À, vậy theo như những gì mà ngươi nói, La Cương là do uống phải rượu độc mới bộc phát mà chết sao? Ừ. Rượu này là do ai đưa cho ông ấy? Là tôi. Nhưng tôi đảm bảo rượu đó tuyệt đối không có vấn đề. Do rượu đó là rượu nữ nhi hồng do Niên Tiến Quân tặng, nghĩa phụ tôi rất thích, cho nên mỗi ngày ông ấy đều uống hai bình nhỏ. Đã uống 3-4 ngày nay rồi, sao có thể nói trong rượu có độc được chứ? Vậy kia có canh chừng bình rượu đó và bảo đảm không có ai đụng vào hay không? Làm sao mà con biết được? Vậy ngươi không thể bảo đảm bình rượu đó không có vấn đề được.
các ngươi muốn thay bổn phủ thẩm án có đúng không? Có điều bổn phủ còn có một nghi vấn. Lúc nãy những lời ngươi nói, ai có thể làm chứng được cho ngươi? Những bằng hữu đi chung với ta có thể làm chứng chuyện này. Nếu đã là bằng hữu, vậy thì đương nhiên bọn họ sẽ nói giúp ngươi, không đủ tin cậy. Được rồi, theo như bổn phủ thấy, con của La Cương còn có hai nghĩa tử, theo ta thấy sẽ không có vấn đề gì. Ngược lại, khi các người vừa mới xuất hiện thì La Cương lại đột nhiên trúng độc rồi chết trước mặt của các ngươi. Điều này cũng có chút bất hợp lý đó. Bốn người các ngươi rất đáng nghi, nhất định phải lưu lại nghiêm hình thẩm tra. Đại nhân, bọn họ thật sự là bằng phủ của nghĩa phụ tôi, không thể nào lại. Bốn phủ tự có chừng mực. Bốn người các ngươi mau về nhà đi. Còn bốn người các ngươi tiến lên một chút, đem sự tình xảy ra miêu tả rõ ràng lại một lần nữa. Nếu có gì chênh lệch hay không khớp thì người phải quỳ ở đại đường chịu xét xử. Chính là các ngươi đó. Nè, làm gì vậy? Muội muốn hỏi La Thời Quan có hạ độc trong rượu không? Muội ngốc hả? Muội bị làm sao vậy? Nếu hắn thực sự hạ độc sẽ thừa nhận sao? Muội chỉ muốn biết chân tướng sự gì thôi. Huynh muốn về nhìn mặt nghĩa phụ. Hạ quan có mắt như mù, không biết thân phận tôn quý của công chúa và quốc sư. Xin công chúa và quốc sư thứ tội cho hạ quan. Bốn công chúa thực sự rất ngang ngược, ai không nhận ra đều sẽ bị giáng tội. Phải à, không phải. Hạ quan lỡ lời. Tống đại nhân, dạ, vừa nãy ông thẩm án tại sao không dùng thái độ khiêm tốn này? Ta tin nếu ông làm vậy thì đầu óc của ông sẽ được minh mẫn hơn, không đến mức phải dọa nạt người khác. Hạ quan đáng chết vì đã mạo phạm công chúa. Hạ quan bảo đảm với công chúa sau này sẽ hoàn toàn phối hợp với công chúa, nghe theo lời công chúa. Người sai đâu thì ta đánh đó. Ta không có kêu ngươi nịnh nọt ta. Tống Mao, ông nghe rõ đây, thân là quan phụ mẫu của quận Thạch Tuyền, nhiệm vụ đầu tiên là phải bảo vệ bách tính của ông. Hôm nay ở đây có người chết, việc của ông là phải tìm ra chân tướng, bắt lấy hung thủ. Hạ quan hiểu rồi. Tống đại nhân. Dạ. Quan hệ của La Cương với con trai con gái dạng nghĩa tử, ông biết được thông tin gì lập tức khai mau. Dạ. Con trai và con gái của La Cương, hai người họ rất tôn kính ông ta. Hai người đó đều đã thành gia lập thất, cuộc sống thì không gặp khó khăn gì. Còn hai nghĩa tử kia thì theo ông ấy học thuật đúc sắt, họ phụ trách làm dụng cụ chủ yếu trong nhà dân. Còn riêng việc đúc kiếm là do một tay La Cương quản lý. Người lớn hơn tên là Thạch Hâm, cũng chính là người mà quốc sư quen biết, tính cách hiền lành, thật thà chất phác. Còn người nhỏ hơn tên La Thời Quan, con người hắn ta mưu mô xảo quyệt. Nhưng mà trước giờ mọi người luôn cho rằng hắn ta với La Cương giống nhau, cũng là yêu kiếm thành si. Có điều dùng xương người đúc kiếm, loại phương pháp này thực sự rất hiếm gặp, cũng thường bị người khác chê bai chỉ trích.
Kiếm này phân thành kiếm chết và kiếm sống. Trong quá trình đúc kiếm, nó sẽ hấp thụ tinh hoa của đất trời và tinh hoa của con người. Vậy mới nói, trình độ của người đúc kiếm sẽ liên quan trực tiếp đến việc kiếm đó tốt hay không. Hai tên tiểu tử nhà ngươi đến giờ vẫn không chịu cố gắng rèn luyện, đến cả mấy con số may mắn trên thước lỗ bàn cũng không nhớ nổi, còn muốn đúc kiếm hả? Lo luyện tập tiếp đi. Dạ. Năm đó nghĩa phụ rèn xong thanh kiếm tướng quân này, đã rèn trong 3 ngày 3 đêm không ăn không ngủ. Nghĩa phụ từng nói với đệ, thanh kiếm tướng quân này là thành tựu gian danh và lớn nhất trong cuộc đời của ông ấy. Tới bây giờ rõ ràng chỉ còn sót lại một bước cuối cùng nữa thôi. Cao Thúc Thúc, mọi người được thả rồi sao? Ngươi nghĩ chúng ta gặp chuyện à? Con cũng rất lo lắng, không biết Tống đại nhân có phá án công bằng hay không. Trước tiên để cho ngõ tác xem thi thể của nghĩa phụ người trước, để họ quay về báo cáo kết quả. Ngài có biết chất độc gì không? Có thể điều tra ra không? Bây giờ ta vẫn chưa thể đưa ra kết luận, cần thời gian để xác nhận lại. Nhưng ta nghĩ mãi nhưng không hiểu, là ai đã hạ độc thủ chứ? Xung quanh cả trăm dặm, ai mà không biết nghĩa phụ chúng ta là người như thế nào? Hơn nữa cũng chưa từng thấy nghĩa phụ xích mích với bất kỳ ai. Có phải là những người chướng mắt khi nghĩa phụ dùng sư người để làm kiếm không? Kiếm tướng quân sao lại cắm ở đây chứ? Chắc là lúc trước vẫn chưa dọn dẹp xong. Vừa nãy rõ ràng ta đem kiếm tướng quân để bên kia mà. Ta nghĩ chính là tiền bối La Cương quay về á. Đây không phải là yêu kiếm sao? Đừng ăn nói lung tung. Dạ tiểu thư. Hiển Nhi nói cũng không phải không có đạo lý. La Cương ra đi đột ngột như vậy, trong lòng vẫn còn chấp niệm, cho nên hành động lần này rất có thể quỳnh ấy làm. Ngươi là ai vậy?
Có cần giúp đỡ không? Ngươi là ai vậy? Ngươi đừng có qua đây. Cô ba, cô ba. Keng keng keng, âm thanh phát ra y hệt như đúc kiếm luôn, từng tiếng một. Ừ, làm gì có chuyện đó chứ. Nói vậy cũng không phải, hôm trước tôi mới nghe được một tin ở tiệm rèn. Trước khi La Cường chết, thanh kiếm cuối cùng mà ông ta rèn có tên là Yêu Kiếm, nó có thể tự cử động được luôn á. Nó, người ta đồn rằng âm hồn ông ta đã quay trở về nhà đó. Tối qua còn có người nhìn thấy âm hồn của ông ta đang đốt xương người để đúc kiếm đó. Ôi trời ơi, ghê quá. Trời ơi, chính tôi đã sớm không vừa mắt ông ta rồi. Đúc kiếm sao nhất định phải dùng xương người chứ. Ông ta vì cái danh làm chuyện phi thực tế. Tôi nghĩ cái chết của ông ta là do sự ăn bài của ông trời á. Nên làm vậy đúng là đáng chết mà. Ừ, đúng đó, làm chuyện tầm phà. Ôi, vừa nói cái gì chứ? Ê, sao vậy? Có còn dư phát ngươi vậy? Ngươi dựa vào cái gì mà đánh người? Dựa vào gì mà đánh người chứ? Dựa vào cái gì mà đánh người chứ? À, cho phép cái người bỏ nhỏ nghĩa phụ của ta. Là người căn bản không hiểu gì hết. Vậy thì ngươi cũng không được phép đánh người. Đúng vậy, ngươi không được phép đánh người. Ngươi muốn cái gì? Ta chỉ muốn tát vào dở miệng cái hắn ra thôi. Ai còn dám bỏ nhỏ danh dự của nghĩa phụ ta, ta sẽ đánh chết không chừa một ai. Ai người gì vậy chứ? Ngươi muốn đánh ai? Hả? Cho ngươi đánh người vậy? Giữ cái gì? Hả? Giữ cái gì? Giữ cái gì? Nè! Anh đánh đi! 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 Anh không có đánh đi! Anh 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 đánh đi! Quyết khí dồi dào, không kìm được tức giận. Có điều cũng rất chứng với La Cương hồi còn trẻ. Hắn ta chắc sẽ không hạ độc giết người đâu. Nếu là trước đây, nô thì sẽ đồng ý với cách nhìn của công chúa. Còn bây giờ, nô thì không dám nói. Bởi vì suốt chặng đường chúng ta đi, đã trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi. Đâu có chuyện gì mà mới đầu đã nhìn thấu hết mọi sự. Người tốt giả ác, kẻ xấu giả ngoan ngoãn, có thể bị đặt đủ thứ chuyện. Nô thì luôn luôn lắng nghe, nhưng mà nghe xong cũng không hiểu. Người bây giờ có thể nói ra những lời này đã là có tiến bộ lắm rồi đó. À phải, không biết Sử Cao Tường ở Hiệu Thuốc có điều tra được gì không? Hỷ Nhi, một lát nữa ngươi cùng công chúa về phòng nghỉ ngơi trước. Dạ. Ta đi xem La Thời Quang như thế nào. Ừ, cho đệ nè. Đã là lúc nào rồi, đệ còn gây xích mích với người khác nữa chứ. Lẽ nào cứ để họ liên tục sử dụng nghĩa phụ sao? Họ nói nghĩa phụ dùng xương người là phi thực tế, nên đệ không giữ được bình tĩnh. Đừng nóng giận nữa mà. Sư huynh à, sư huynh à, lượng kiếm của tướng quân thay đổi rồi nè. Sao có thể chứ, để huynh xem. Đúng chứ, đây không nhìn nhầm đâu. Chẳng lẽ là hồn ma của nghĩa phụ quay về đúc kiếm sao? Nhưng làm sao có thể có chuyện đó được chứ. Rốt cuộc là hồn của La Cường đúc kiếm, hay là hồn kiếm mê hoặc con người, bây giờ vẫn chưa thể nói. Cao Thúc Thúc, Thúc nói lời này là có ý gì? Hai con đi theo học La Cường đúc kiếm đã lâu, nhất định từng nghe qua thanh kiếm nổi tiếng thời Xuân Thu, Can Tướng và Bạc Tà, đúng không? Thực ra thì
những câu chuyện bí ẩn về đúc kiếm là rất nhiều không kể hết. Không chỉ có Can tướng và mặt ta, khi ta còn ở bế bàn bộ, cũng từng nghe một thợ đúc kiếm kể lại. Nơi đó, có một thanh kiếm lúc đang được đúc thì những người xung quanh đều đột ngột qua đời. Cho đến khi thân kiếm và chuôi kiếm hoàn thành trước khi chạng vạng, thanh kiếm đó không hiểu lại có sức mạnh tự mình di chuyển, chém đứt đầu con người thợ đúc kiếm đó. Lúc bấy giờ, mọi người mới có thể nhận ra, thì ra lúc trước những người đột nhiên qua đời, toàn bộ bọn họ đều chết với yêu kiếm khác màu đó. Cao Thúc Thúc, Thúc nói những lời này ý muốn nói là... À, không có ý gì hết. Chỉ là vừa nãy nghe thấy hai người đang thảo luận chuyện hồn La Cương và đúc kiếm nên ta thuận miệng kể lại thôi. À. Ta khuyên hai người hãy đem thanh kiếm tướng quân này bỏ vào quan tài của La Cương để nghĩa phụ con với thanh kiếm này được bầu bạn cho nhau. Ta qua đó xem thử đi. Ở đâu? Mau đuổi theo. Người đâu? Mau báo thích khách. Ừ. Nhanh lên. Đi xem coi như thế nào. Ừ, thôi, ngủ đi, ngủ đi. Ngủ đi. Đi xem chút đi. Ngủ đi mà. Đi xem đi. Nè, đi xem đi. À, cái gì? Mau đi. Ê, đi. Trời ơi. Giấu nhà giấu nhau, nửa đêm rồi có để cho người khác ngủ hay không chứ? Ồn ào, nửa đêm rồi còn ồn ào cái gì vậy hả? Có để cho người khác ngủ không vậy? Quản gia ngươi nói xem, ai làm gì mà ồn ào quá? Quá nhiều đại nhân rồi, vừa nãy có người ném đồ vào trong phòng, mọi người còn tưởng là thích khách, cho nên đang tìm kiếm khắp nơi. Có thích khách. Xét cho ta. Dạ. Dạ. Hai người đi theo ta. Dạ. Dạ. Lục xét cho ta. Dạ. Ừ. Đại nhân, không có. Không có. Dạ, không có. Ừ. Đi. Đại nhân. Ừ. Căn phòng này là khu vực quan trọng, lục xét. Dạ. Đại nhân à, các người đang làm gì vậy? Đại nhân à, đại nhân, đại nhân à, đại nhân, các người đang làm gì vậy? Nè, đại nhân à, rốt cuộc các người muốn làm gì? Tránh ra. Đại nhân, các người làm gì vậy? Nè, các người chạy tới phòng ta làm gì? Đại nhân, tìm thấy rồi. Kiểm tra xem có đúng hay không. Hả? Hừ. La Thời Quan to gan. Bình rượu này chính là chứng cứ buộc tội ngươi hạ độc giết La Cư. Ngươi còn không bao nhận tội. Đưa đi. Dạ đi, nhanh lên. Đại nhân à, không phải tôi đại nhân à. Đại nhân, Thời Quan, tôi không có làm đại nhân à. Không được, không được.